Ba. Thuốc hả con? Dạ. Ba uống thuốc nè ba. Tình hình lò gạch hôm nay sao rồi con? Chắc mình cũng phải đóng cửa thôi ba. Hết cầm cự nổi rồi. Ba cũng không ngờ lò gạch truyền tới đời ba là hết. Ba đừng nghĩ nữa ba. Hay là ngày mai con đưa ba lên bệnh viện khám nha. Chứ uống thuốc nam bữa giờ không thấy hết. Thôi, ba không thích vô bệnh viện đâu. Vừa tốn tiền, lại xét nghiệm này nọ đủ thứ. Đó giờ ba uống thuốc nam quen rồi. Chắc lần này nặng hơn nên mới lâu như vậy. Uống vài ngày nữa thì khỏe, khỏi đi bệnh viện. Dạ. Ba, anh ba khỏe chưa ba? Anh Hoàng. Con chào bác. Hoàng. Bác cũng đỡ nhiều rồi. Diệp, ba nghe con Sương nói con định đóng cửa lò gạch phải không con? Con định qua nói với ba. Mình cũng cố cầm cự gần nửa năm nay rồi còn gì. Hồi chiều con đi lấy tiền hàng, con nghe nói có một số lò gạch người ta đang nghiên cứu chuyển qua làm gốm đó ba. Làm gốm hả? Mình sẽ sử dụng cái lò nung như hiện tại, đất sét trấu như là làm gạch. Vì gốm bán giá cao hơn so với gạch đó ba. Nhưng hồi đó tới giờ đời ba chỉ biết làm gạch, đâu có biết làm gốm đâu con. Dạ. Mình có thể cho thợ đi học rồi về làm cho lò mình mà bác. Vậy hả? Hồi con còn lái xe cho mấy ông Tây chuyên mua đồ gốm xuất khẩu cho các nước trên thế giới. Hay đến mấy cái khu lò gốm, con thấy ở đó phát triển lắm đó bác. Nhưng liệu đất sét ở vùng mình có làm được ra gốm đẹp như người ta hay không? Bây giờ lò đang chạc tiền, cho thợ đi học, tao thấy liều lĩnh lắm. Hay mày đi học đi. Tao có mấy người quen mở lò gốm ở Lấy Thiêu á. Tao giới thiệu mày tới đó học nghề. Mày học rồi về chỉ lại cho thợ trong lò. Mày nói cũng đúng đó. Chắc là phải liều thử một lần thôi. Chứ đóng cửa lò là coi như mất hết đó. Đúng rồi đó. Vậy là con phải đi Lấy Thiêu học nghề làm gốm. Nhưng mà anh một thân một mình đi như vậy có được không? Anh là đàn ông con trai mà, có gì đâu sợ. Anh chỉ lo là lo cho ba và em thôi. Con đừng có lo, ba cũng đã khỏe nhiều rồi. Con cứ đi thử đi. Nếu về không làm được gốm với đất sét ở đây thì cũng coi như là học thêm cái nghề, đúng không con? Dạ. Rồi anh Diệp chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Anh chuẩn bị xong hết rồi. Lần này đi không biết khi nào ông học xong nghề. Anh cố gắng lên, em tin là anh sẽ làm được mà. Anh không sợ đi xa học nghề vất vả, anh chỉ sợ là em ở nhà một mình không có anh, mà ba lại đang bệnh, còn lò gạch nữa, không ai đỡ đần cho em. Trời ơi, em không sao đâu, có anh Hoàng, anh Hai Bình, Út Huệ nữa chứ. Anh đừng có lo cho em nha. Cũng gần 3 năm rồi, anh học xong trở về, tụi mình làm đám cưới nha. Đừng anh. Bà thấy bà la đó. Anh xin lỗi. Lúc chiều anh đi ngang chợ, thấy đẹp quá nên anh mua tặng cho em nè. Em thích không? Sao
Anh lại mua cây kẹp màu hồng cho em. Anh thấy em có mấy cái áo màu hồng, cho nên anh mua cho hợp với màu áo. Để anh kẹp cho em nha. Ừ, thôi, để em làm cho. Đẹp quá. Cảm ơn anh nha. Sương, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, ráng đợi anh về nha. Dạ. Thôi tối rồi, anh về nghỉ sớm đi, sáng mai còn đi sớm nữa. Anh về nha. Giúp tao trong câu lò gạch nha, chăm sóc ba với Sương. Câu này qua giờ mày dặn tao hả? Chắc cả chục lần rồi. Chúc mày thành công. Ừ. Lên tới nơi có chỗ ở ổn định, anh sẽ viết thư cho em. Dạ. Anh đi. Mà anh Diệp, anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Ừ. Đi nha. Anh đi giữ sức khỏe nha. Chắc tuần sau tôi sẽ lên thành phố ở một thời gian, kiếm việc khác mà làm ăn. Ủa? Chứ không phải mày với con Thùy, con bà Chính mẹo sắp làm đám cưới hả? Dời lại rồi anh ơi. Mẹ vợ tôi thấy tôi đang bị nợ nên không có cho cưới. Bà sợ con Thùy cưới về rồi chịu khổ chung với tôi. Bà kêu chờ một thời gian nữa đi, thủng thỉnh có tiền rồi cưới luôn. Lên thành phố kiếm ít tiền trả nợ trước cái đã. Nợ thì nợ, rồi hai đứa cưới về đi, rồi hai đứa làm rồi từ từ trả người ta. Mày không nghe người ta nói hả? Cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dòm ngó. Như hai Diệp đó mà tao, ngày xưa cũng bỏ vợ sắp cưới mày đặt đi học nghề gốm, về biển bản cho phỏng tay trên. Mày thấy ngu không? Vợ mọc mà thấy ngu không? Có kìa, nhậu lại cỡ đó đó. Thằng kia. Sao quá. Mày nói lại coi. Ta nói mày á, hồi xưa bị con bạn chơi phỏng tay trên, để bây giờ nó toàn tên với bà Sương á. Ta nói không phải hả? Mày muốn cái gì hả? Mày dám đánh tao cười mày bằng cha ra đó. Mày tưởng tao sợ mày hả? Thôi. Mày nói tao sợ mày hả? Mày nói sao? Bình ơi, tao không sợ mày đâu. Mày dám nói tao hả? Bác Hai, sao bác Hai lại đánh bác Ba? Đừng có đánh bác Ba mà. Bác Hai ơi, con xin bác Hai đó. Mày muốn gì hả? Muốn cái gì? Trả lời đi, muốn cái gì? Bác Hai ơi, bác Hai bình tĩnh lại đi bác Hai. Tao bay hết, thằng nào cũng chọc tao hết trơn. Trời ơi, đánh với con không nè. Bây giờ kìa, hai Diệp đánh tao kìa. Con à,
Đi ngủ sớm đi con, để đó sáng mai mẹ làm cho con. Dạ được rồi mẹ. Sáng con còn phải đi lên tỉnh nữa. Con chưa có buồn ngủ mà mẹ. Sẵn con ngồi con đang cho xong luôn. Mẹ, khuya rồi. Mẹ vô ngủ đi, con ngồi đây đợi ba được mà. Vậy mẹ ngồi làm với con, đợi ông về luôn. Chị ba, chị ba ơi, chị ba xuống. Trời ơi, chết rồi, lớn chuyện rồi. Chị Tám, lớn chuyện rồi bà ơi. Có chuyện gì vậy chị? Ta nói, ông Hai Diệp, ông quýnh người ta, bị thương, gãy tay rồi kìa. Bị trời công an xã mời lên rồi kìa. Trời ơi. Nè chị, bình tĩnh. Mẹ ơi, con sao không hả? Mẹ có sao không mẹ? Mẹ không mẹ sao ơi. Con đi ra coi ba con sao rồi. Lẹ đi lên công an xã coi ba mày liền đi. Khoan nữa, mẹ con đang mệt, bây giờ làm sao con đi được? Không sao đâu, có gì, để dì lo giùm cho. Đi ra coi ba con sao rồi. Đi. Dì Tám coi chân mẹ giùm con được nha. Được rồi, đi nhanh dạ, đi dạ. Đứng ở đó nói dạ. Con càm ràm thiệt hả? Bình tĩnh. Bà bình tĩnh tôi mới dám kể bà nghe chứ. Bà vậy sao tôi dám kể? Thế sao rồi? Ổn chưa? Tôi ổn rồi. Chị thở đi, nghe đi. Thở đều lên. Sao mà ông Diệp lại đánh lộn vậy chị Tám? Trời ơi, lâu nay ông nhậu, thỉnh thoảng chị chửi bới, đập phá chút đỉnh thôi. Tôi biết sao mà. Sao bữa nay lại... Cũng tại cha bà bảnh hết đó. Rượu vào thì phải lời ra thôi. Ông kích ông Hai Diệp, nói cái vụ chị với ông Hoàng ngày xưa đó. Cho nên ông Hai Diệp ông nhào qua ông quánh liền. Rồi cái thằng Long con bà Tư Xuân đi ngang nhào vô can. Ông tức quá ông lấy cái cây, ông quýnh thằng nhỏ gãy cái tay luôn. Mà trời, chị biết thằng Long rồi trời. Nó là hả cục vàng cục ngọc của bà Tư Xuân đó. Bây giờ thằng Long nó bị như vậy thì chắc là gia đình chị không xong với bả rồi. Trời ơi là trời. Chị thấy sao rồi? Sao vậy ông Hai Diệp ơi? Nè, coi bộ bà mệt lắm rồi đó. Không may để tôi đỡ vô nhà nghỉ nghe. Tôi không sao đâu chị. Bệnh tôi cứ mệt tới mệt lui vậy thôi hả? Tôi không sao hết. Trời ơi, thấy bà thở hơi lên tôi sợ quá hả? Tôi không sao đâu chị. Cũng tối rồi, thôi chị Tám về nhà nghỉ đi. Mà nhắm được không đó? Chứ con Ngân nó nhờ tôi ở lại coi chừng chị. Tôi bỏ về lỡ chị bị cái gì không lỡ sao rồi mất công nó đổ thừa tôi nữa. Tôi không sao đâu chị. Bệnh tôi cứ mệt tới mệt lui vậy hoài thôi. Không sao đâu. Ở mình được không? Chị về nghỉ đi. Chắc ăn ha. Cảm ơn chị. Ừ, vậy thôi tôi về. Về dọn quán chứ nó banh chành hết ráo rồi. Nha. Rồi còn gặp cái thằng Tình nữa. Nó đi họp cái hội hát hò sến suối gì của nó. Tới giờ này cũng chưa thấy mặt mo nó đâu nữa hết á. Dạ. Thôi để tôi về tôi dọn quán nha. Ráng nghỉ ngơi nghe. Dạ, ừ, chị về. Tôi về nha. Ơi. Mệt không anh Hoàng? Còn mấy cục đất sét nữa là xong rồi. Anh phải ra coi cái giường ra sao. Bữa giờ bỏ lúng rồi. Thằng Diệp nó quỷ thác cho anh đó. Mấy cái luống rau á, anh phải rải phân rồi tưới nước, nuôi gà nữa. Bữa nay anh thấy sắp sập rồi. Để chút nữa anh đi chợ rồi mua thêm cây về sửa lại. Em cảm ơn anh Hoàng nhiều lắm nha. Có gì đâu em cảm ơn. Bà Sương nè. Dạ. Anh thấy bác Hai bị bệnh ngày càng nặng đó. Hay em với anh vô thuyết phục bác Hai đi bệnh viện đi. Để về hoài không có được đâu. Nói rồi, em nói hoài rồi mà ba em không có chịu nghe. Sương à, Sương. Ba. Bác Hai. Ba. Bác Hai ơi. Ba sao vậy ba? Bác Hai. Anh Hoàng ơi. Bác sao gì nè? Đưa ba em đi bệnh viện đi. Ba ơi ba. Không được rồi, anh phải cõng bác đi bệnh viện gấp mới được. Dạ. Ba ơi ba. Ba ơi.
Bác bị tắc nghẽn phổi mãn tính, dẫn đến suy hô hấp. Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu chậm chút nữa có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện tại sức khỏe của bác đã tạm ổn định, anh chị có thể ở lại với bác. Có gì xuống phòng trực báo cho tôi biết liền. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Anh Hoàng, em cảm ơn anh Hoàng nhiều lắm nha. Mai mà có anh, nếu mà một mình em chắc ba... Có gì đâu mà em cứ cảm ơn anh hoài. Cũng may là mình đưa bác tới bệnh viện kịp. Dạ. Trời đất, chân anh sao bị trầy vậy? À, không sao đâu. Hồi nãy lúc chạy vô cổng bác, gấp quá chạy ngang bị cái khuôn nó cắt. Để em đi xin bông băng cho anh. Thôi được rồi, cứ để anh biết tự lo mà. Thôi để em ở đây với bác đi, để anh chạy ra ngoài anh mua chai nước. Dạ. Tỉnh rồi, để con chạy đi kêu bác sĩ. Ba thấy sao rồi? Tôi khỏe rồi. Tôi xuất viện được chưa bác sĩ? Tôi không thích mùi bệnh viện chút nào hết. Bác chỉ mới tạm ổn thôi, bác cần phải nằm viện thêm vài ngày để tụi con tiện theo dõi. Ba ơi ba, ba nghe lời bác sĩ đi, nằm cho thiệt hết bệnh rồi mình về luôn ba ha. Đành vậy, chứ biết sao bây giờ. À, chút nữa nhà tới nhắc anh nhà mua thuốc theo tôi của tôi. Dạ. Ủa, Sương. Dạ. Thằng Diệp về rồi sao? Dạ không, anh Diệp chưa về ba. Bác sĩ hiểu lầm rồi, anh hồi nãy là anh Hoàng, là bạn của tôi, chứ... À, xin lỗi chị, tôi bậy quá. À, tôi thấy anh với chị chăm sóc cho bác nhiệt tình quá. Thôi tôi đi đây. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Lần này á, cũng may là có anh Hoàng đó ba. Chứ một mình con không biết phải làm sao luôn. Ừ, ba công nhận thằng Hoàng nó hiền lành, dễ thương, tốt bụng. Dạ. Nè Sư. Dạ. Bác thì đỡ nhiều chưa bác? Bác thấy khỏe nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà bác sĩ chưa cho bác về, cực cho con quá. Dạ không có gì đâu bác, bác cứ coi con như là con cháu trong nhà được rồi. Con thiệt là tốt. Tiếc là bác chỉ có một đứa con gái thôi, chứ nếu có đứa nữa bác sẽ gả cho con rồi. Dạ bác khen con quá, con nở lỗ mũi vợ. Em ơi, thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau. Trứng gà mới đẻ, em đem qua cho anh Hoàng nè. Thiệt tình? Em để ăn đi, đem qua cho anh chi? Thì công anh làm chuồng gà mà, gà đẻ em phải đem trứng qua cho anh chứ. Vậy mai mốt anh giúp em cái gì á thì em đều đem cái đó qua hết để trả ơn cho anh hay sao? Dạ, rau chiều nay hái, còn bí ngày mai mới cắt nè. Còn cả vườn chôm chôm anh xịt thuốc đó, mai mốt em hái, em sẽ đem qua lần lần. Bỏ tay em luôn. Bộ anh Hoàng hay ngồi đạn dày lắm hả? Có một mình mà, anh đâu biết nói chuyện với ai, nên anh đàn cho đỡ buồn. Trời đất, đã buồn á thì anh phải đàn cái bài nào cho nó vui vui chứ. Đàn cái bài gì buồn thúi ruột hả? Bài hát này đúng tâm trạng của anh mà.
Anh đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui. Có rất nhiều chuyện không như ý mình mong muốn. Nếu biết là không có kết quả thì cũng không nên bắt đầu. Anh thấy có đúng không? Hồi sáng này em nhận được thư của anh Diệp. Anh nói đã học được kỹ thuật làm gốm rồi. Chắc là khoảng một tháng nữa anh về. Thằng Diệp nó thông minh sẵn, lại khéo tay. Anh tin là khi nó về, chắc nó sẽ vực dậy được lò gạch của nhà em. Dạ. Thôi, em vô nhà. Buông tao ra. Mẹ, tao chưa có sai. Ba ơi, buông ra. Thôi đi mà ông ơi, tao vô nằm nghỉ đi mà. Buông ra. Coi chừng. Ba con, ông có sao không vậy Ngân? Dạ ba không sao đâu mẹ. Tại ba xỉn quá cho nên giữa đường ngủ gục luôn rồi. Công an họ cho con bảo lãnh ba về trước, ngày mai họ mới giải quyết sao đó mẹ. Mỏi lắm hả con? Dạ. Trời ơi, đang yên đang lành tự dưng lại gây chuyện, đụng tới chị Tư Xuân nữa. Mẹ, hồi nãy bên công an có nói rồi, nếu như bên dì Tư và bác Ba Bảnh chịu bãi nại, hòa giải rồi bồi thường tiền thì họ mới không xử ba nữa. Bác Ba Bảnh thì có thể xin bác thông cảm được. Còn mẹ con dì Tư Xuân hung dữ vậy, con sợ họ không chịu nè. Thằng con coi dĩ có nặng lắm không con? Con cũng không biết nữa, con không có gặp ổng ở trên xã. Nhưng mà con nghe người ta nói là hình như gãy tay nặng lắm, đưa xuống bệnh viện băng bó rồi. Trời ơi là trời. Mẹ, để sáng mai mẹ con mình qua nói chuyện với chú Ba Bảnh, với dì Tư Xuân. Chứ ba con ông già rồi, còn kiện cáo nữa, lỡ có chuyện gì sao ông chịu nổi. Để con vô lấy nước ấm lau mình cho ba. Mẹ đi nghỉ đi mẹ. Để mẹ ngồi với ba con. Thiệt tình á, mắt sưng húp à. Alo, anh Long hả? Cái tay của anh sao rồi? Em còn biết hỏi anh tay của anh sao nữa hả? Anh bị chấn thương đó. Vậy mà nãy giờ anh ngồi chờ hoài mà không thấy em gọi hỏi thăm anh một tiếng luôn á. Tại em rối quá à. Ba em á cũng bị đánh con mắt sưng húp luôn rồi nè. Em phải chăm sóc cho ba nữa. Mà tay anh có bị nặng lắm không? Nặng chứ sao không nặng. Nguyên một cái cây đập vô cái tay mà. Anh đang lo quá, không biết sau này có để lại di chứng gì không nữa. Em coi đó, chưa là gì của nhau hết mà anh có hiếu với ba của em ghê chưa. Có mấy ai mà dũng cảm xả thân cứu ba người yêu như vậy không? Em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Cho mau khỏe. Em chỉ nói vậy thôi đó hả? Ít nhất em phải qua thăm xem coi anh bị chấn thương tay nó như thế nào chú Nhi. Em sẽ quan tâm anh. Trước mắt anh cứ nghỉ ngơi đi, cho mau khỏe.
Tốt nhất em qua em thăm anh là bảo đảm anh khỏe liền luôn á. Cho nên là em nhớ phải qua thăm anh đó nha chưa? Em biết rồi. Vậy nha. Chán bà ghê. Mẹ. Ừ. Nè, mẹ dạ. Lau mình cho rồi đi ngủ nè. Ê, ê. Thôi con lớn rồi. Cái đó để con tự làm chứ, tự nhiên mẹ lau mình cho con. Có con tay làm gì? Động đầy rủi nó trật cái khớp rồi nó bị lại làm sao? Để đây mẹ lau cho. Dạ, con không có sao đâu mẹ ơi. Bác sĩ nói là con bị chấn thương thôi à. Không có sao, mẹ đừng có lo lắng thái quá làm vậy. Con tự lau mình con được rồi. Cái thân của anh á, tôi nuôi lớn lành lặn, không có một vết thẹo nào hết trơn. Bây giờ bị vậy đó, nghĩ sao vậy? Ta đang đánh lộn xong vô can vậy đó. Cũng may á, may là ta đánh trúng cái tay thôi đó. Trời ơi, đánh trúng cái đầu chấn thương sọ não, là coi như là ngồi đâu á, giật. Con trai mẹ có tinh thần nghĩa hiệp mà. Thấy bác ba bị đánh vậy không lẽ con không nhào vô can? Tinh thần nghĩa hiệp hay tại vì ông ba Bảnh là ba của Nhi? Ờ, con nói mẹ nghe nè. Ừ, cái tinh thần nghĩa hiệp của con trai mẹ nó tiềm ẩn ở bên trong á, nhờ có ba của Nhi á cho nên cái tinh thần nghĩa hiệp của con nó mới bộc lộ ra đó mẹ ơi. Tối ngày nhi con bị nó bỏ bù mê thuốc lú rồi phải không mẹ? Này, cái đó gọi là tình yêu chứ bù mê thuốc lú gì chứ. Mẹ có biết đó chính là thứ bù mê có công lực mạnh nhất không? Làm ơn tỉnh lại giùm tôi một cái đi ha. Mày muốn thấy đánh lộn á, tránh xa giùm cái đi. Ba con Nhi hay con Nhi gì mặc kệ, không có được nhào vô. Dạ con biết rồi. Con đâu ngờ ông Hai Diệp á, ông hung dữ như vậy đâu. Mấy cha nhậu xỉn vô còn biết trời trăng mây nước cái gì nữa. Thần men nát thần tính rồi. Hôm trước con biết ông mẹ đi đòi nợ á, trời ơi ông đòi đánh mẹ nữa chứ. Trời ơi, nhắc tới tức ơi là tức. Con trai mẹ nuôi lớn mẹ cứng như trứng mỏng vậy nè, dám đánh gãy tay. Chuyện này á, mẹ thưa ông đi tù mẹ mới há dạ được. Sẵn đó mẹ trừ hại vô dân lành luôn. Trời ơi, không ngờ mẹ con cũng nghĩa hiệp quá ha. Ừ. Nãy giờ con có tưởng là mẹ là một quan huyện ở đâu trong tỉnh á. Nhưng mà con nói mẹ nghe nè, ông có đi tù nổi đâu. Con bị thương vậy nè, bất quá ông chỉ đền tiền thôi à. Chỉ đền tiền thôi hả? Dạ. Con đâu bị nặng lắm đâu, chỉ bị chấn thương tay thôi. Với lại á, ông đang xỉn, ông đâu có tự chủ được hành động của ông đâu. Cho nên chỉ phạt tiền thôi. Đền tiền thuốc men này nọ thì khoảng mười mấy triệu à. Con nghĩ á, mẹ nên đòi tiền ổng là được rồi, không cần phải kiện cáo chi. Cuối cùng á thì cũng phải đền tiền mà thôi. Nhưng mà mẹ ức lắm con ơi. Thôi được rồi, ngày mai mẹ sẽ qua mà chửi ổng một trận. Đòi tiền bồi thường rồi đòi luôn cái tiền nhà. Coi như là mẹ đòi làm sao mà để cho ổng không biết đường mà ổng trả cho mẹ luôn. Cho trả nợ cho sạch máu luôn. Ừ. À thôi, bây giờ ngủ đi nghe. Dạ. Nếu không khỏe chỗ nào kêu mẹ liền nghe chưa? Dạ. Thôi, để mẹ ngủ đây với con luôn. Hả? Ừ. Không có được. Con trai mẹ lớn rồi, con đâu còn nhỏ đâu mà ngủ chung với con. Chứ mà con bị đánh gì nè, bị đánh tùm lum tà lá trơn. Biết nó có trúng chỗ hiểm không? Hồi nãy kiểm tra thì không có nghe. Nhưng biết đâu nó tụ máu bầm ở chỗ nào, rồi tối nó phát tán ra làm sao? Đó, ví dụ như nó tụ ở chỗ này nè. Đó, nó đụng vô dây thần kinh là coi như mát luôn á. Trời ơi, mẹ hơi nói quá rồi đó. Mẹ làm như thích con bị chấn thương ngay đầu hay sao? Mẹ thích con tương vậy hả? Mẹ nên nhớ con chỉ bị chấn thương tay thôi. Đầu con bình thường, đâu bị gì đâu. Hồi nãy bác sĩ kiểm tra kỹ rồi, cho nên mẹ yên tâm đi. Mẹ về phòng ngủ đi. Với lại á, con trai của mẹ có chuyện gì á là nó là banh cái nhà này là thế nào mẹ nghe, mẹ chạy qua là vừa rồi. Thôi được rồi, lau người rồi đi ngủ đó nghe ông. Dạ. Mệt ông ghê. Không có sao đâu mà, yên tâm đi, về ngủ đi. Mẹ yên tâm nha mẹ, con không có sao đâu. Sao nào dữ vậy ta? Tối nay khỏi ngủ rồi. Kỳ này á, mình mạo hiểm cứu bao nhiêu như vậy? Trong phim á, là người ta lấy thân để đền đáp. Chắc chắn Nhi sẽ đền đáp và chấp nhận tình cảm của mình dành cho Nhi thôi. Ôi dạ, trời đau quá.
Ông ơi, ông à. Dạ. Dậy, dậy đi công chuyện với tôi một chút ông. Chỗ tôi ngủ ồn ào quá đi. Ba dậy đi đi ba. Đi qua bên nhà bác Ba Bảnh với lại dì Tư Xuân xin lỗi mẹ con gì đi ba. Hả? Xin lỗi cái gì? Hả? Xin lỗi vụ gì? Ba, hồi tối hôm qua ba say rượu rồi ba đánh bác Ba Bảnh. Ba đánh gãy tay luôn anh Long con dì Tư Xuân nữa. Hôm qua ba bị người ta bắt lên xã, ba quên hết rồi hả ba? Ông đó thiệt tình. Thường ngày rượu chè tôi đã không nói, bây giờ còn đánh người ta nữa. Người ta đòi thưa kìa. Thưa? Thưa thì cho thưa đi. Thưa đi tôi đi hầu tòa. Ông nói vậy mà nghe được hả? Ông nghe tôi đi xin lỗi, năn nỉ. Dẹp đi. Biết đâu người ta bỏ qua cho mình. Ba đi đi ba. Không có đi. Đừng có cãi lời tao nói nữa nghe mày. Nói cho mày biết, đời này hai dịp này chưa hề năn nỉ ai hết á. Đi 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 đi, để tôi ngủ. Con quỷ cái này đi không thì không có cho một tay bây giờ. Đi. Mẹ. Ông hết thuốc chữa rồi. Thôi, mình đi. Hồi tối xịn quá, nó đánh không biết đau. Giờ đau quá trời của đất. Cha Diệp này đúng là côn đồ thôi chứ. Ba, cháu chín rồi, con múc cho ba ăn nha. Chút nữa ba ăn. Mọ mòn gì ăn uống gì vô. Tối hôm qua ba nhớ mang máng. Ngày Diệp đánh ba, sau đó hết biết. Cũng tại ba chứ ai. Ba uống xỉn, chọc chú Hai chia cho ổng đánh. Mà cũng may có anh Long vô can, chứ không là giờ ba vô bệnh viện rồi đó. Con cũng biết mà, cái tánh ba nóng, nhưng mà ba nhát. Bình thường ba đâu dám chọc mấy cha xỉn. Tại hôm qua ba xỉn quá, ba không có kiểm soát được. Hăng máu quá nói bậy. Ba thấy tác hại của rượu bia chưa? Bây giờ á, ba thì bị bầm mắt nè, anh Long thì gãy tay, còn chú Hai á thì bị dì Tư kiện lên xã kìa. Bộ anh Long nó bị gãy tay à? Ba nhớ mang máng là như có nó xuất hiện. Thì đó, ảnh cứu ba cho nên nó bị gãy tay đó. Thằng đó thấy gì mà coi cũng được quá chứ. Tư xưng kiện Hai Diệp lên xã rồi hả? Dạ. Phải kiện cha đó mới được. Ba phối hợp với Tư xưng đi kiện giả luôn nè. Thôi, cho anh Hai Diệp cho bỏ cái thói côn đồ vô côn cũng giả. Quen biết nhau không mà ba. Yeah. Ủa, dì ba, Ngân. Thưa dì. Ờ, con. Nhi. Có dạ. Gì ba qua nè ba. Thưa anh ba. Dạ thưa bác ba, con mới qua. Hai mẹ con chị tới đây chi? Tính xin lỗi hay gì? Muộn rồi, tôi phải đi kiện cha Hai Diệp lên xã mới được. Chị dòm đi. Ông đánh tôi ra nông nổi vậy nè. Dạ, anh ba thông cảm bỏ qua cho ổng. Tại ổng sai quá cho nên mới làm vậy thôi. Dạ bác ba bỏ qua cho ba con lần này đi bác. Hồi đó nhờ ba con không có đánh người. Không đánh người mà người bị gì nè. Nè, mắt bầm gì nè, cái mỏ dẫn lên như cái kết nè. Nó có lỗi thì nó phải xin lỗi. Nó kêu hai người qua xin lỗi là xin lỗi cái gì? Có người không có thành ý chút nào, biểu sao tôi bỏ qua được. Dạ thưa bác, ba con biết lỗi lắm rồi. Tại vì ba con ngại cho nên ba con không có dám qua. Bác bỏ qua cho ba con lần này nha bác ba. Thôi ba, ba, hay ba bỏ qua cho chú Hai đi. Với ba đâu có nặng lắm đâu, bầm có một xíu à. Trời ơi, mày nói sao mày nói là chút xíu nhỉ? Đây nè, con mắt nó tím cỡ này nè, nó muốn lòi ra ngoài luôn nè. Cái mỏ nó dảnh lên như cái bánh bò nè. Tao nhìn tao còn không ra nè, như Hà Bá chú ôn nè. Mà mày nói sao chút xíu, mày nói tao nghe coi. Bây giờ sao tao dám ra đường? Ra đường ai nhìn ra tao? Cả cái vùng này nè, trời, ai cũng biết cái mặt tao đẹp trai. Không mà bây giờ nó gì nè, nóng nổi này nè. Bây giờ kêu Hai Diệp qua đây đi, công khai xin lỗi tao đi, tao bỏ qua. Bây giờ hai mẹ con chị về đi. Dạ vậy thôi, mẹ con tôi về. Anh ba ráng nghỉ ngơi, để tôi nói ông qua xin lỗi anh. Kêu ông qua đây. Dạ. Dạ, thưa bác ba con về. Ngân về nha Nhi.
Dì về nghe. Dạ, dì ba về. Ba thiệt tình á, dì ba đã qua năn nỉ vậy rồi, không mấy ba bỏ qua đi. Mẹ con ba đâu phải người đánh ba đâu ba bỏ qua. Kỳ này mà ông Hai Diệp không xin lỗi ba hả? Ba đi thưa ông cho ông biết mặt. Phải lấy lại danh dự nhân phẩm chứ. Ba Bảnh nổi tiếng ở xứ này ai không biết. Đâu phải muốn đánh giờ nào lâu đầu đã đánh đâu. Bây giờ ba có ăn cháo không? Con lấy. Không. Dì Năm. Chị Ba. Ủa, dì Năm đi kiếm bác ba hả? À, đâu có. Dì đi công chuyện, đi ngang thôi hả? À, nghe nói tối hôm qua ông Ba Bảnh bị ông Hai Diệp đánh gãy tay gãy chân gì hả? Dạ không phải gì. Thật ra là ba con chỉ có đánh bác ba bầm mắt thôi à. Dạ. Tội là tội cho ông Long con về Tư Xuân bài vô can thành ra bị đánh gãy tay, đi băng bó rồi đó gì. Trời đất ơi, vậy mà dì ghen người ta đồn ông Ba Bảnh bị ông Hai Diệp đánh gãy tay gãy chân luôn. Thiệt tình. Ủa, hai mẹ con đi qua thăm ông Ba Bảnh hả? Dạ. Dạ. Tôi với con Ngân tính qua xin lỗi. Xin ảnh bỏ qua cho ba con Ngân. Đừng thưa ổng. Mà anh Ba Bảnh không có chịu. Anh muốn là ông Hai Diệp phải đích thân qua xin lỗi. Ba con không có chịu qua đây xin lỗi. Hồi sáng mẹ con cũng năn nỉ quá chừng mà ba không có chịu. Ông Diệp cũng cứng đầu lắm. Thiệt tình, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Còn chị Tư Xuân nữa, cứ tưởng anh Ba Bảnh dễ nói chuyện. Ai dè, nghe nói ông Ba Bảnh á chọc phá ông Hai Diệp trước phải không chị? Cái ông ba này á, ông khoái sĩ diện hảo. Thôi được rồi, để tôi nói giùm cho. Dạ, dì Năm nói với bác ba giúp giùm mẹ con tiếng nha dì. Ừ, chị giúp giùm tôi. Anh ba ơi, anh ba, anh ba có nhà không? Anh ba. Ủa, Năm tới thăm mình đó hả? Bị đánh có chút xíu hà, có gãy tay gãy chân gì đâu mà thăm hỏi. Trời ơi, Năm đúng là không có tình nghĩa. Nè, không thấy con mắt tôi bầm như cũ dền hay sao nó có chút xíu vậy trời? Cũng tại anh gây chuyện với anh Hai Diệp trước. Tính ra anh cũng có phần sai mà. Hàng xóm láng giềng với nhau, mẹ con chị ba cũng tới đây xin lỗi. Anh đâu có bị gì nghiêm trọng đâu. Bỏ qua cho anh Hai Diệp đi. Ông tới đây hồi nào? Ông tới xin lỗi tôi hồi nào? Nguyên gia đình nó có giác mặt tới đây không? Mà anh ba, hồi nãy tôi có tới. Nãy giờ tôi vẫn đứng đây nè. Ủa, còn đây hả? Dạ. Năm nói cũng đúng. Thiệt ra tôi thấy tôi cũng sai. Tại tôi chọc Hai Diệp trước thôi. Coi như tôi chấp nhận bỏ qua cho ổng. Dạ, cảm ơn anh ba nhiều lắm. Tiền thuốc bao nhiêu anh ba cứ nói, tôi sẽ gửi lại cho anh. Tiền thuốc này là trời ơi, có nhiêu đâu chị ơi. Tiền bạc mà nhầm gì túi tiền nhóc hết trơn á. Ba cái bầm lặt vặt này tôi kêu Nhi nó đắp muối về bữa hết chứ gì. Ba cái bầm này mà nhầm nhà gì. Huống hồ gì chị với Năm to là cái chỗ thâm tình. Thấy vậy chứ mình cũng người nhà không à. Dạ cảm ơn bác ba. Ừ. Dì ba Sương đã tới đây. Hay là nói giùm với chị Tư Xuân một tiếng giùm chị ba đi. Đừng có đi thưa kiện về chuyện của anh Hai Diệp nữa. Rồi. Chuyện đó để tôi nói cho. Năm đã lên tiếng rồi, tôi nói cái mở mà chuyện nhỏ mà. Bà Sương yên tâm đi, để tôi nói giúp bên nhà chị Tư giùm cho. Dạ, cảm ơn anh ba nhiều lắm. Dạ, bác ba tốt bụng quá, con cảm ơn bác ba. Dạ, cảm ơn chị Năm. Tôi về. Con chào dì Năm, bác ba con về. Dạ, về dì ba gì? Đó, Năm thấy không? Hồi nào tới giờ ai cũng nói tôi tốt bụng mà. Lâu lâu mới có dịp Năm tới đây ngồi chơi mình nói chuyện chút nha. Nhi, lấy nước mời dì Năm con. Thôi, khỏi đi con. Dạ. Tôi không có rảnh đâu. Nè, tôi có đem chút trái cây qua đây nè. Ăn đi, cho nó tan máu bầm. Tôi về. Dì về nghe Nhi. Dạ. Ủa gì kỳ ta? Nhi,
Vô lấy cháo ba ăn con. Tự nhiên ba vui, ba đói bụng, ba thèm ăn cháo à. Người ta mang trái cây qua cho ba ăn cho đỡ bầm mắt kìa. Không mấy ba ăn trái cây đi, ăn cháo sao mà đỡ bầm mắt được. Ủa con này tôi nhớ tôi cho nó đi học kinh tế chứ đâu có cho nó đi học sản xuất lưỡi câu đâu. Mà mở miệng ra là móc họng vậy. Công nhận nghĩ ra mình cũng dễ gái với ta. Ây da, đau chứ, sao nãy mình nói không đau. Ui, trời ơi. Cái bà Bảy này kêu kiếm người lẻ lẻ về cho mình rồi bà cứ rề ra. Giờ thằng Long bị gãy tay nữa chứ. Thiệt tình luôn. Phúc nè, ở chờ dì ba một chút nghe con. Dạ. Từ từ thôi mẹ. Chị Tư. Con chào dì Tư. Chào chị. Trời đất, hai mẹ con bà còn dám dắt mặt qua đây nữa hả? Gan quá ha. Dạ, tôi thiệt tình xin lỗi chị Tư. Tối hôm qua ông Diệp ổng sai quá, cho nên ổng làm bậy đánh thằng Long. Chị với thằng Long thương tình bỏ qua cho. Tiền thuốc thang của thằng Long mẹ con tôi xin trả đủ. Nói nghe được đó. Ngồi xuống đi. Dạ. Dạ thưa dì Tư, ba con cũng lớn tuổi rồi, con xin lỗi dì. Con mong là dì với lại anh Long bỏ qua cho ba con lần này nha dì. Trời đất ơi, mấy người nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Con tôi đang lành lặn vậy, giờ bị ông đánh quẹ à tay vậy. Kêu tôi bỏ qua lần sau. Chị Tư, tôi là mẹ nên tôi cũng biết con mình bị như vậy sao mà không xót. Nhưng xin chị Tư thương tình, hay là mình hòa giải nghe chị. Chị đừng kiện cáo làm gì. Chị muốn bao nhiêu tiền mẹ con tôi sẽ cố gắng bồi thường đủ. Được rồi, tiền bồi thường phải không? Để tôi dạ. Tính coi. Tiền bồi thường tổng cộng 30 triệu. Hả? Trời ơi. Thank you.